Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí mà tôi đang đứng đây là ngay gần với lại phía thành phố Bà Rịa nhé. Ngay gần với lại trường cao đẳng sư phạm hay là trường dầu khí. Thì trong cái video này tôi muốn giới thiệu cho quý vị biết một cái lô đất đấy, nằm ngay đường tỉnh lộ 44A. Cái lô này có diện tích là 5.500 m², đường nhựa hiện hữu nhé. Mặt tiền đường này thì là tới 118 m, sâu vào 54 m. Thì hiện trạng đang chia ra làm hai sổ, một sổ là hơn 2.000, một sổ là hơn 3.000 m. Thì có sổ hơn 2.000 m thì là có 200 m đất ở rồi. Khu vực này quy hoạch khu dân cư quý vị nhé. Và giá đang chào bán cho cái đất này là 12 triệu 1 m². 12 triệu 1 mét vuông. Hơn 5.000 mét vuông. Đó. Từ đây mà đi ra đường tỉnh lộ 44A là để đi về phía Long Hải hay là đi về phía thành phố Bà Rịa. Nó khoảng hơn 100 mét thôi. Đó, phải ý nó ở đây. Thì quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Đấy, ngay gần cái cổng chào của hướng Long Điền về Long Hải quý vị nhé. Đấy, ở đấy có ngay cái ngã tư, ngã năm để đi về phía một cái đi về quốc lộ 55 về trung tâm của thị trấn Long Điền, ủy ban nhân dân huyện Long Điền ấy, và một cổng chào về Long Hải. Thì cái này nó ngay gần cái cổng chào Long Hải đấy quý vị. Đấy, quý vị rất dễ biết được cái vị trí chỗ này nếu như mà quý vị đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long Hải, đi qua thành phố Bà Rịa thì sẽ gặp cái cổng chào của Long Hải quý vị nhá. Thì đây, cái lô đất này đây, nó kéo dài tận tít trên này. Đấy, đại ý nó là cái mặt đường này nó tới gần 120 m mặt đường, sâu vào 54, chính xác nó khoảng 118 m ha. Thì có thổ cư cái sổ này rồi. Và đất chỗ này thì nó bằng phẳng này. Ở đất phía dưới thì nó còn có đùng, có các thứ nữa. Đấy, đấy thì sơ bộ cho quý vị biết là như thế. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Đấy, quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và nếu như quý vị có vấn đề gì về bất động sản ở Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như những lời góp ý, thì chúng tôi rất là hoan nghênh sự góp ý của quý vị và cũng như là những nhu cầu của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.